mình đi kiểm tra lại hai đàn cá mà mình đem từ phía ngoài vô đó, mình mới vừa đem vô đó mọi người. Nói chung thì tính tới hiện tại thì mình chưa phát hiện vấn đề gì hết, cá vẫn rất là khỏe. Thì mình chuẩn bị là sẽ tách bỏ mấy bé cá đẹp đẹp nhỏ nhỏ này ra. Nhìn vậy thôi chứ mấy bé cá đẹp này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của đàn cá nhiều lắm nha anh em. Sẽ loại bỏ thì chắc hết chiều nay sẽ làm á. Nói chung thì đàn cá đem từ thùng xốp lên khay nhựa thì vấn đề đàn cá của các bạn đối mặt đầu tiên sẽ là nhiệt độ. Việc thay đổi nhiệt độ từ môi trường bên ngoài sẽ ảnh hưởng đến đàn cá của mình nhiều lắm. Cho nên là cá của mình cũng dễ xuất hiện cái tình trạng mà lắc hoặc là bị nấm. Rồi, đàn này tương đối là ổn mọi người. Hai bầy cá đem vô ngày hôm qua thì tương đối là ổn rồi. Để chiều nay mình sẽ tách cá đẹp ra rồi sẽ quan sát tiếp nha các bạn. Cũng chưa nói được gì tại vì mới vừa đem vô ngày hôm qua, ngày hôm nay nữa là mới có ngày rưỡi thôi. Nếu mà tính đúng thời gian là đúng một ngày luôn. Sáng ngày hôm qua mình đem vô thì nay bây giờ là buổi trưa thì mới có một ngày thôi. Đó. Khoảng thời gian đầu là sẽ phải thăm thường, hơi chịu cực chút xíu các bạn. Còn mấy đàn này thì nay ổn rồi nè, ổn áp hết rồi, tập trong máy đồ ấy đồ ổn áp hết rồi. Dàn ngoắt luôn. Mấy cái khay mình đem vô chứ mình đâu có dám mà dọn mấy cái khay ở phía trên để mình đem cá ngoài vô đâu mọi người. Mình chỉ dọn mấy khay phía dưới thôi. Tại vì mấy khay phía trên sẽ bị chịu ảnh hưởng rất là nặng luôn. Tới buổi trưa là mấy khay phía trên sẽ bị ấm. Đó, bé cá dưới thùng xốp mà đem lên mấy khay phía trên là lạng quạng hư liền. Đàn này ngày hôm nay cũng thấy cũng khá là ổn nè mọi người. Ngày hôm qua là cá ăn ít. Hôm nay thì mình thấy là bắt đầu là đòi ăn lại rồi nè. Nhưng mà cũng chưa đâu mọi người. Chưa dám dập lắm đâu. Để chiều nay thu hoạch Atomia cho ăn cái nữa. Với lại là cho một chút xíu mang tiêu hóa vô nữa. Thay đổi thời tiết, nhiều khi thay đổi thời tiết đó các bạn. Nhiệt độ thay đổi thất thường, thời tiết thay đổi thất thường thì cái đàn cá của mình cũng ăn theo kiểu chập chờn luôn. Lúc thì ăn nhiều rất là nhiều, lúc thì làm biến ăn lắm. Cho nên là nhiều khi cá làm biến ăn cũng chưa phải là bệnh. Chỉ là một cái hiện tượng bị chịu ảnh hưởng bởi thời tiết thôi. Đó, nhưng mà mình không mình chủ quan á thì xui diễn biến sẽ nặng hơn thì cá sẽ chuyển qua bệnh luôn. Còn nếu mà bình thường là cá khỏe mạnh bình thường thì thông thường sẽ lướt được. Đó. Cái đó là cái đúc kết của mình trong khoảng thời gian nuôi cá gần đây nha mọi người. Tại vì mấy ngày hôm nay là mình để ý mình thấy mấy bữa nào mà nắng nóng quá, bữa trước nắng nóng quá, bữa sau là cá của mình lười ăn, hơi lười. Đó, cũng tất bật. Rồi. Ổn, đại khái là ổn. Đây, bài phun con này thì quá lanh rồi. Đó, có bài Dumbo mình đem lên hơi trục trặc, lẹt ẹt mấy ngày nay. Cũng lanh chứ không lanh nhưng mà thấy có mấy bé cũng teo. Thì mình sẽ vớt, mình loại bỏ mấy bé đó ra. Hồ này nãy giờ. Cái khay này nãy giờ nè anh em. Cặn quá chừng nè, các bạn thấy không? Để mình hút cặn. Mấy khay kia thì mình đã hút xong hết rồi. Có khay này là hôm bữa cá nhỏ quá mình chưa dám hút. Sợ hút lọt các cá bọt ra ngoài thôi chứ cũng không phải là sợ gì đâu mọi người. Cái cây hút cặn của mình gặp cái hồ này ở trên cao nữa, cái khay ở trên cao, cây hút của mình hút nước mạnh lắm. Sợ hút cá bọt ra đó. Mấy ngày hôm nay là mình thấy có cái hiện tượng là cá bị sốc nhiệt nha anh em. Nhất là mấy bầy cá mà mình chuyển hồ rồi đó, dễ bị sốc nhiệt. Cho nên là khi mà chuyển hồ cá cho cá bể màu đó, thì mọi người cẩn thận tí nha. Mình thấy là có khả năng bị sốc nhiệt khá là cao đó. Tại vì cái dạng ngày nóng đêm lạnh này nè, mình chuyển hồ rồi cá quen chưa kịp sẽ rất là dễ. Cái kiểu buổi sáng các bạn chuyển không sao, tới thăm tới chiều luôn cũng không sao hết trơn á, nhưng mà ngủ qua đêm sáng ngày là có cá lật ở trong hồ đó. Cái này mình có thấy nha, mình có thấy.
Thôi qua bên kia nha mọi người. Mình còn phải kiếm hồ để mà mình xuống cho bài Dumbo này nữa. Bài Dumbo này chặt quá rồi. Qua đồng hồ cũng dơ luôn rồi. Sạc hai cái. Nãy giờ là hai cái hồ cần phải xử lý rồi đó. Nè. Đây là một bài full red khác mà mình đem vô ngày hôm qua. Cái bài này cá cũng khá là lanh, cũng khá là ổn. Ngày hôm nay thì mình dọn bên góc nuôi cá bên đó, mình dọn hồ để mình đem cái bài Ivory qua bên đó mình tách ống máy nha các bạn. Bài này mình mới vô chậm nước thêm. Cũng quần mình lên bờ xuống ruộng cũng mấy ngày á. Nói chung là cũng thay đổi thời tiết rồi, cá ăn ít rồi, có hiện tượng bơi hơi ngoắc ngoắc. Mình cũng phải chăm kỹ mấy ngày thì tình trạng cũng khá là ổn. Hy vọng là sẽ ok hết. Đây, đi qua tới bên đây nha mọi người. Dạo gần đây là nóng quá cho nên là áp đặt cho mê tới cử là thu hoạch nha anh em, để treo ở trên hũ lâu quá hư hết. Hôm bữa mình mới giờ hư hai mẻ luôn á, mình treo trễ có chút xíu thôi, do bận quá rồi đâu có thời gian đâu mà ngồi mà thu hoạch đặt cho mía. Bị mỗi lần mình thu hoạch đặt cho mía là mình lượt mình rửa rồi các kiểu rồi mình mới cho cá ăn, cho nên là hư hết hai mẻ luôn, ổn hết sức. Thời tiết nóng mà lỡ ra là thu hoạch chứ không có treo ở trên hồ được, có treo ở trên hũ được. Hồ này là mình vô nước hôm qua rồi, có hồ này là mình mới vô vô nước, mới vừa xúc mới vừa vô nước hồi nãy thôi, nước còn khá là ấm, buổi trưa mà. Thì chắc trong khoảng chiều để nước ổn định chút xíu rồi mình sẽ đem Ivory xuống thả hồ này trước. Hồ này nước ổn định rồi ngày mai hoặc ngày mốt, chắc trong khoảng chiều ngày mốt mình sẽ tách tống máy cho cái bầy đó luôn, rồi mình ngâm cái hồ kia, đem xuống hồ này ngâm cái hồ kia, đặng tranh thủ đem bầy cá mái HP Retro xuống anh em. Bài này hôm bữa cũng có bị sốc nhiệt nè, hôm bữa gãy một hai bé đúng rồi, gãy một hai bé cá trống sốc nhiệt gãy mọi người, thì cũng dưỡng đồ các kiểu. Hôm nay thì cũng khá là ổn định. Bài này cái dàn vây lưng thấy cũng có lý lắm các bạn, full wrap BDS vây tròn, dàn vây lưng thấy cũng khá ổn áp, cá tơ mà các bạn. Nói chung thì anh em có nuôi full red rồi mới biết là cá tầm khoảng 3 tháng, mình nuôi cá tới 3 tháng cá mới bung đuôi dài đó. Còn trước cái giai đoạn 3 tháng 2 tháng rưỡi đuôi cá còn ngắn, đuôi vây rồi còn ngắn, nhiều khi vây cũng còn hơi nhỏ, tới tầm khoảng 3 tháng vây mới phát triển nhiều, đuôi mới phát triển nhiều nha các bạn. Tùy theo cái thời gian các bạn form cái body cá lâu mau nữa đó, có bạn form lúc cán luôn như mình là mình form lúc cán luôn, form tới cá 2 tháng tuổi luôn, 2 tháng 2 tháng rưỡi tuổi luôn, cho ăn thả ra luôn, cá u nu luôn đó, rồi tới 3 tháng là bắt đầu xả lại, cá tự phát triển tự nhiên, cũng không có bóp gì hết trơn á nha các bạn, thức ăn thì cũng vẫn như cũ, nhưng mà tới tầm trạng 3 tháng là cá phát triển tự nhiên đó. Còn cái giai đoạn mà 2 tháng 2 tháng rưỡi là mình cho ăn thả ra luôn. Nói thả ra vậy chứ cũng không phải là cho ăn quá nhiều đâu. Cho ăn quá nhiều vừa tốn thức ăn mà vừa không hiệu quả, mà vừa làm cho hồ cá của mình bị hư nước nữa. Thả ra của mình đó là cho cá ăn no. Đó, còn mà không thả ra là mình cho cá ăn không no. Không no là chỉ ăn lưng lửng bụng thôi mọi người, ăn vừa vừa xương xương thôi, nhưng mà mình cho ăn nhiều cử. Còn đang có trong cái giai đoạn thúc đó là mình sẽ cho cá ăn no, ngày 3 cử và ăn no. Có thể là ngày 2 cử, nếu mà cho ăn cám nhiều thì sẽ ngày 2 cử nha. Hoặc là ngày nào có trùng thì sẽ thường ngày nào có trùng thì sẽ ngày 2 cử nha các bạn. Mình mới vừa thả cá bộ Aberrat trống lên. Phọc nha mọi người. Ổn quá. Mình phải vớt mấy bé ra ngoài mình dưỡng cả. Neo ở trên khay nhựa lâu quá,
cái xảy ra vấn đề là cái mùa này phải nói khó chịu anh em. Cái bầy nào mà mình dọn dẹp hồ kẹp á, mình thả xuống trước á thì ổn hết trơn à. Có cái bầy sau cùng nè, mình thả chậm thôi là xảy ra vấn đề liền. Cá mái mình thả ngày hôm qua, cá trống thì mình mới thả ngày bữa nay. Cá mái cũng xảy ra vấn đề nhưng mà vấn đề nhẹ, giải quyết xong rồi, cá ổn rồi. Cá trống thì hôm nay là phát sinh, cũng đang giải quyết mọi người. Ổn quá, ổn cái bài cá mình phơm mọc út. Bởi vậy chuẩn bị chỗ nuôi không kịp là một cái khuyết điểm nha mọi người. Tổn thất của mình cũng khá là nhiều ở cái khâu mà chuẩn bị đó, chuẩn bị không được ổn rồi cái chụp giật đó, cá dễ hư. Vô ngay cái mùa nhạy cảm này thì chịu rồi. Thôi, bye bye, chào tạm biệt anh em. Hẹn gặp lại mọi người vào tối ngày mai nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đàn cá khỏe mạnh và màu lớn.